Xin chào các bạn, đây là công trình của Ngựa Nhân kết hợp cùng Mercedes-Benz. Chào bạn, đây là công trình của Tự Nhân kết hợp cùng Mercedes-Benz tại hội chợ triển lãm ô tô 2016. Cảm ơn Mercedes-Benz đã cùng Tự Nhân kết hợp lên một tuyệt tác thật tuyệt vời. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những công trình còn tuyệt vời khác mà Tự Nhân để đem đến các bạn. Năm 2016 thật là tuyệt vời.